ý nghĩa và thực hiện lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa. Ngày 4 tháng 4 năm 1952, chúng tôi là những kẻ chiến thắng, hiện tại cũng như trong tương lai. Vì con đường đi của chúng tôi được học thuyết vĩ đại của chủ nghĩa Mác Lênin soi sáng. Ý nghĩa: sự bắt gặp giữa yêu cầu giải phóng dân tộc, chủ nghĩa yêu nước truyền thống Việt Nam với chủ nghĩa Mác Lênin, học thuyết cách mạng của thời đại, đỉnh cao của tư tưởng xã hội loài người, là cuộc gặp gỡ lịch sử. Chủ nghĩa Mác Lênin và những tư tưởng của cách mạng tháng 10 thông qua vai trò của Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh đã đến với dân tộc Việt Nam, chấm dứt giai đoạn khủng hoảng về đường lối lãnh đạo, đưa cách mạng Việt Nam giành được thắng lợi. Thực hiện: mỗi cán bộ chiến sĩ quân đội luôn thấm nhuần sâu sắc chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính trị quân sự của Đảng, xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, có đạo đức cách mạng trong sáng, có trí tuệ, tinh thông kỹ thuật, chiến thuật, luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, có lòng yêu nước và tinh thần quốc tế vô sản cao cả, luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tin cậy, trung thành của Đảng, nhà nước và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Hiện nay, các thế lực thù địch tìm mọi thủ đoạn hòng phi chính trị hóa quân đội ta. Tình hình đó đòi hỏi phải không ngừng củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, vai trò chủ đạo của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong quân đội, tăng cường sự nhất trí về chính trị, tư tưởng, tổ chức, giữ vững bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc, đấu tranh chống lại sự phá hoại của các thế lực thù địch về chính trị, tư tưởng.